Có non, người như ông tôi gặp đầy. Mày đặt ra dễ. Cái này chắc là lập phòng nhì, phòng ba gì rồi. Say gái trẻ mướt, muốn đi tìm thuốc tiên để hồi dương hưởng lạc. Thiệt là tội cho mấy bà vợ. Bấm chuông cho mấy ám hiệu vậy? Hay là... Dạ. Thì anh đến thăm thầy giáo cũ của anh. Em đi đâu vậy? Em đi giao hàng. Em với anh hay tình cờ gặp nhau quá ha. Thấy nãy giờ anh gọi mấy lần rồi. Chắc là thầy anh đi vắng. Ủa sao kỳ vậy ta? Thầy anh đang bị bệnh mà lại đi vắng vào buổi tối. Ngộ ha. Có thể là thầy đi khám bác sĩ. Hay là thầy nhập viện. Để anh gọi lại thầy. Anh Phong nè. Em có chuyện này cần nói với anh. Đáng lẽ gặp nhau mới nói, nhưng mà tại vì không có cơ hội, sẵn đây em nói luôn nha. Cái vụ mà sửa chữa AIH á, em muốn... Em à, ở đây đâu có tùy tiện nói mấy chuyện đó. Nhưng mà tại vì em với anh khó gặp nhau quá lâu quá rồi, anh em mình đâu có ngồi lại nói chuyện với nhau đâu. Em thấy A Phón cũng rất là nhiệt tình nữa. Anh để khi khác đi. À anh Phong nè, hồi nãy á em mới đi giao rượu đông trùng hạ thảo cho một ông đại gia cách đây có mấy căn à. Ông cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng lớn hơn anh luôn á, với một cô gái trẻ non chẹt à, cũng bằng tuổi thằng Phú á. Chắc chắn là phòng nhì rồi đó anh. Tự nhiên á, em thấy vậy á, em thấy thương cho vợ của ổng quá. Mà em lại nghĩ tới chị Như. Chị Như sao? Dạ, có sao đâu. Em thấy chị ấy thật là may mắn khi có một người chồng như anh. Luôn giỏi giang, lại nghiêm túc nữa. Luôn chung thủy, không bao giờ lập phòng gì để qua mặt chị ấy. Anh á, là số một luôn á. Nhưng mà, sao em hay tình cờ thấy anh quá ha. Ở tiệm bán hộp xoàng nè, rồi ở đây nữa. Không phải một lần đâu nha. Ủa mà anh Phong, sao hôm nay anh mặc đồ lạ quá vậy? Áo nè, nón nè, chị Như mới sắm cho anh. Thôi được rồi, bây giờ cô muốn ở đâu? Cô sắp xếp đi. Dạ, em chọn liền. Ý, thằng máy tới rồi anh.